Thế nên nhà Phật coi tín tâm quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Niềm tin là mẹ các công đức. Chúng ta học Phật điều đầu tiên phải nói đến là tín tâm. Ba điều kiện căn bản của tịnh độ, tín đứng hàng đầu. Tín, nguyện, hạnh. Đây là ba tư lương của tịnh độ. Giảng sanh phải đầy đủ ba điều kiện này. Gấu Ích Đại Sư nói về tín tâm này rất hay. Trong Yếu Giải Kim Di Đà Ngài dạy, điều đầu tiên là gì? Tin vào bản thân. Tin bản thân là gì? Tin rằng mình là Phật mới có thể thành Phật được. Nếu không tin mình là Phật, Phật A-di-đà muốn giúp cũng không giúp được. Ngày xưa nhà nho dạy học, điều đầu tiên dạy các em nhỏ: thánh nhân. Mỗi người đều có thể làm thánh nhân. Phải tin mình có thể thành thánh nhân. Thánh hiền là do đào tạo mà ra. Phật Bồ Tát cũng là đào tạo nên. Nếu không tin mình là thánh hiền, làm sao có thể thành thánh hiền? Không tin mình là Phật Bồ Tát, làm sao có thể thành Phật Bồ Tát? Quý vị xem, nền giáo dục ngày xưa là đem mục tiêu cao nhất của giáo dục truyền cho quý vị ngay buổi học đầu tiên. Câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Đó chính là thánh hiền. Một đời giáo dục chính là phải đạt đến mục đích này. Phải từ tập tánh bất thiện trở về bản tánh bản thiện. Đây là truyền thống giáo dục ngày xưa. Còn đối với Phật Pháp, hiện nay là phàm phu. Từ phàm phu phải trở về đến Phật, bởi chúng ta vốn là Phật. Như vậy giáo dục của Phật giáo mới viên mãn. Vì sao có thể viên mãn? Vì quý vị vốn là như vậy. Đây là pháp nhĩ như thị, gọi là tự nhiên. Trở về với tự nhiên, không phải từ bên ngoài vào. Chúng ta nhất định làm được. Không có ai không làm được. Bởi vậy không có tín tâm sao được. Đại sư Ngẫu Ích dạy chúng ta, trong Kinh Di Đà Ngài dạy chúng ta về sáu loại tín. Điều đầu tiên là tin chính mình. Mình chính là Phật. Bản thân mê, tin rằng do bản thân hiện tại đang mê nên biến thành phàm phu. Bây giờ chúng ta tinh tấn tu học, phá mê khai ngộ, nhất định tôi có thể thành Phật. Thành Phật nào? Thành Phật A-di-đà. Tôi hoàn toàn giống như Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là Quan Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Học kinh A-di-đà, học kinh Vô Lượng Thọ, tương lai thành tựu chính là Phật A-di-đà. Đầu tiên phải tin mình, tự định mới tin người khác. Người khác là ai? Là Phật Thích Ca, Phật A-di-đà. Chúng ta tin các ngài. Các ngài có thể giúp chúng ta thành Phật, giúp ta trở về tự tánh. Phật Bồ Tát ở vị trí thứ hai, đầu tiên là phải tin chính bản thân mình. Ngày xưa lúc tôi ở Mỹ, tại Dallas, cũng giảng về tịnh độ. Gần đó có vị cha cố của đạo Cơ Đốc, dẫn theo hai ba người đến phỏng vấn tôi, nói với tôi: trên mặt cơ bản thì niềm tin chúng ta đều tương đồng. Tôi hỏi: tương đồng điểm nào? Ông ta nói là tín tâm. Tôi nói: không giống nhau. Ông hỏi: sao vậy? Chúng tôi là tin Phật, còn quý vị là tin giáo chủ mà. Tôi nói: không giống nhau. Sao lại không giống nhau? Tôi nói: chúng tôi tin Phật là đặt ở vị trí thứ hai,
đầu tiên là tin chính mình. Quý vị điều đầu tiên là tin giáo chủ. Chính mình không tin chính mình là không được. Chúng tôi trước tiên là phải tin vào chính mình, kể đến mới tin Phật. Nói như vậy ông ta mới hiểu được. Phật giáo khác với các tôn giáo khác ở điểm này. Vậy thì tin mình, tin người, tin lý, tin sự, tin nhân, tin quả. Đại sư Ngẫu Ích dạy chúng ta có 6 loại tin này. Nếu tu viên mãn được 6 loại tin này, thì nguyện và hạnh của quý vị là chân thật,